đầu tiên thì mình sẽ sử dụng là cái bước bond. Thì hồi nãy là cô xin quên nên là mình đã bỏ cái bond vô rồi ha. Thì trong cái phần này là mình không có bỏ, tại vì mình đã bỏ rồi nên là cô xin sẽ không có này. Sau đó là mình sẽ tiếp tục cái bước tiếp hai của mình sẽ dùng cái dipping. Anh chị nào chưa có bao giờ dip là mình có thể là theo cái cách này để mà mình thực hiện cho đúng ha. Mái luôn, móng dài thoải mái luôn nha. Ở trên này là cô xin làm cái bộ nail là cũng rất là khá dài ha, nên là mình sẽ dùng cái dip clear để mà mình cover cái đường nối. Cái đường nối này thì thường á, khi mà anh chị làm rất là lo lắng, tại vì sao nó hay bị gực cộm á, hay bị lõm á mấy chị, nên là mấy chị rất là sợ. Đối với cái bộ nail mà nó dài như vậy đó, đối với bộ nail dài như vậy thì mấy anh chị là nên là mình sẽ cover hai lớp nha mấy anh chị. Mình cover hai lớp cho nó chắc chắn, tức là làm cho cái bộ nail mà nó dày thêm một chút xíu á. Rồi để cho mấy anh chị vô đâm đâm chút xíu mình bắt đầu làm nha. Đó, tại cái phần cover này nó hơi quan trọng một chút xíu á. Hai văn tài khỏe không em? Rồi, cái bột của em là chuẩn bị xong nha em ha. Đó, rồi bắt đầu là mình sẽ lắc nha. Trước khi xài mấy anh chị lắc đều giùm em ạ. Đó, đây là dip clear. Dip clear. Sau đó mình sẽ sử dụng chai số 2. Thì đối với cái móng dài vậy mấy anh chị đi hai lớp giùm em. Đi hai lớp nha. Lớp đầu tiên. Đó, lớp đầu tiên nè, mình sẽ đi 80% quét cho nó thật mỏng nha mấy anh chị. Cái phần này là mình sẽ quét cuticle cho nó mỏng nè. Sau đó mình lắc qua tay trái nè, mình lắc qua tay phải. Sau đó mình sẽ quét cho keo của mình nó đều. Đó mấy anh chị thấy nè, cái chỗ lõm ngay cái chỗ mà đường nối giữa móng thiệt móng giả nó hợp bị lõm đúng không? Nếu mà mình không cover thêm một lớp là nó sẽ bị lõm, nên là ở đây mình sẽ dặm bớt thêm một chút keo vô ngay cái chỗ đường nối giữa móng thiệt và móng giả. Đó mình chị thấy không, khi mà mình dặm vô phải là cái chỗ này nó đã gần như là nó bằng. Và khi mà mình đã dặm vô như vậy thì mấy anh chị để vô cái hộp bột clear, dip clear của mình giữ nó 3 giây nha. Tại sao? Tại vì mình giữ 3 giây ở đây nè. Mấy anh chị thấy nè, khi mà mình dip lên cái chỗ nào mà nó keo nó nhiều hơn là nó sẽ còn trong trong giống vậy, tại vì nó không đủ thời gian để mà mình hút bột, nên là mình có thể đi thêm một lần nữa để mà chắc chắn là cái chỗ của mình nó cover. Đồng thời mình đi có một cái curl luôn đó, mình chỉ thấy nè, nó có curl luôn, là tất cả khi mà mình dip xong á, cái móng dip của mình y chang cái phần đắp bột nha. Mọi người thấy rõ không? Thấy rõ đúng không? Mấy anh chị share giúp mình nha, thêm cả nhà rất là nhiều luôn. Đi 80% nè, 80% nè. Đó, đi 80% quét keo cho nó đều. Đầu tiên mình cứ quét đều, tại vì sao? Chỗ nào có keo là cái bột của mình nó sẽ bám. Nên mấy chị quét cho nó đều mặt móng trước đã. Sau đó mấy chị sẽ dặm một chút xíu ngay cái chỗ đường nối giữa móng thiệt và móng giả. Đó, mấy chị dùng một chút xíu nè. Nếu mà nó ít mình dặm ít, nhiều dặm nhiều nha. Sau đó mình sẽ quét từ cái điểm xuống cho cái đầy nó không bị đùng. Và khi mà mình để vô cái hũ bột, mình giữ 3 giây nha. Đó, mình giữ 3 giây. Đó mình chỉ thấy nè, nó đã cover ngay được cái đường nối nha. Nhưng mà ở đó là mình không dừng ở đó, mình sẽ đi thêm một lớp nữa để cho cái bột của mình nó hay lê đại. Mình sẽ làm cho cái bộ nail của mình nó chắc hơn, tại vì cái bộ nail này nó dài, đúng không? Nó dài. Đó nên là mình sẽ cần cái độ dày vừa đủ để mà khi mà mình ra cái bộ nail nó chắc chắn, tại vì dài quá nếu mà mình làm mỏng quá nó sẽ rất là dễ bị gãy, mình đâu biết được đúng không? Đó, khách mình đi về mình cũng muốn cho khách của mình nó chắc chắn chứ. Đó, lỡ nó gãy mất công tới mình làm lại nó mất thời gian của mình lắm. Mấy anh chị share giúp Christine nha, theo cả nhà rất là nhiều luôn. Đó, và ở đây là cô xin chia sẻ rất là chi tiết nha mấy anh chị. Chia sẻ rất là chi tiết luôn, là tại vì xin á, biết có nhiều anh chị là mình chưa bao giờ làm dip và mình có những cái phần mà mình không có biết giải đáp như thế nào, thì qua những cái buổi live của xin á, thì mấy anh chị có câu hỏi thì mình có thể là đặt câu hỏi nha. Tại vì đa số những cái buổi live á, trước khi mà xin live đó, thì những cái câu hỏi thắc mắc của mấy anh chị cũng y chang là của xin luôn. Đó nên là trong cái đầu Christine đã giải đáp trước rồi, nên trong cái like của mình là Christine là lúc nào cũng để vô luôn, để anh chị vừa nghe và mình có thể là hiểu ra được cái vấn đề và mình có thể là làm nó nhanh hơn và tốt hơn. Đó, mình lấy cây cọ mình dặm ngay một chút xíu nè. Và cái chai số 2 này á, khi mà anh chị làm cái này á, là cố gắng sơn cho nó thật mỏng nha mấy chị, và không có làm nó dày. Tại vì sao? Một phần nhiều khi là mấy chị sơn mỏng nhưng mà do cái keo nó đặc quá thì thành ra nó cũng ra dày, đúng không?
đúng không? Nên cái keo này là xin là không có làm cho nó đặc, không lỏng quá, không đặc quá, tại vì lỏng quá nó sẽ chảy ra hai bên, mà nó đặc quá thì nó sẽ kéo không được mỏng, tại vì với lại nó khô nhanh quá thì nó sẽ làm cho khi mà mình vừa dặm vậy nè, mình chưa có thời gian đút điều nữa là nó đã khô rồi, và khi mà mình nhúng vô cái bột á là nó không có một thời gian đủ để bán nữa thì nó đã khô rồi, đúng không? Đó nên là mình thiết kế như thế nào và mình làm như thế nào cái thời gian vừa đủ. Và trên cái màn hình này tại sao là cục xin không có làm 2-3 ngón giống như là trong cái tiệm, tại vì bây giờ cục xin không có dành khách đó, mình có khách nè, mình không có dành khách nha. Nên là cục xin ở đây trên này là chia sẻ nên tại sao là cục xin làm từng ngón để cho mấy anh chị mà mình vô sau á mình có thể là thấy là cục xin đang làm cái gì. Ok Jennifer, em gọi vào số phone 714-804-8688, 714-804-9688 và 714-804-9288 nha em, để được nhân viên mình hỗ trợ, hoặc là mình có thể là lên website cdamsupply.com nha. Tiếp của mình mới về 1234, gồm có là 4 ao, 8 ao nha mấy anh chị. 4 ao, 8 ao và 15 mi. Giữ nè, 3 giây nè. Và nếu mà mình sơn nó dày quá thì nó rất là dễ bị đùn nha mấy anh chị. Nên là mấy anh chị quét cho nó thật mỏng thôi. Và trước khi mà muốn cho nó không có bị đùn, thứ nhất là cái bột của mình phải xốp, đó mình lắc nó lên. Cái thứ hai nữa khi mà mình quét keo á là mình không có quét nó bị dày nha mấy anh chị. Đó mấy anh chị thấy không? Đó keo không có được, không có dày nha. Và cái bột của mình phải xốp thì như vậy khi mà anh chị làm á mình sẽ tránh được rất là nhiều trường hợp giống như là nó bị đùn. Đó nó bị đùn vô một chỗ đó. Thì cái này là nó không bị nha. Mấy anh chị share giúp Christine nha, thì cả nhà rất là nhiều luôn. Anh chị nào yêu thích bộ môn dip. Đó, ngày mai thì mình mới bắt đầu làm live bột. Hôm nay mình làm dip đi nha. Hôm nay mình làm dip đi, có gì mình làm cái đó nha mấy anh chị. Gặp khách nào thì mình cũng tắt khe được, và service nào mình cũng làm được trong tiệm. Tại vì sao? Service nào cũng là đi kiếm tiền thôi mà mấy anh chị, đúng không? Đó, kiếm tiền thôi mà. Đó, nên là khi mà mình cái môn nào mình cũng biết á là mình sẽ rất là dễ đi làm. Tại vì gặp khách nào mình cũng làm hết á, đỡ phải mất thân. Thân nào mình cũng làm được hết đó mấy anh chị. Thực tế đó, cái đó là thực tế thôi. Đó, phủi sạch nha. Trước khi mà mình qua lớp số 2 mấy anh chị phủi sạch giùm em. Tại sao biết không? Tại vì á mình không có muốn cái bột á nó còn bám ở trên cái này, mà mình quét chai số 2 lên á thì những cái phân tử gọi là cái những cái pigment của mình á khi mà lâu ngày nó vô cái cỏ, nó mang cái pigment nó vô cái chai này nè, từ từ nó đặc. Tại vì sao? Cái bột nó nở mà, đúng không mấy anh chị? Đúng không? Mình để thử đi, mình ngâm cỏ, mình ngâm cái bột nó vô cái liquid đó nó nở ra. Đó, nên cái bột này trong này cũng vậy, khi mà nó rơi vô cái chai á nó cũng y chang vậy nha. Rồi cái lớp số 2 của mình á là mấy anh chị là không có đi 80 nữa, là mình có thể thụt xuống là 70 hoặc là 60. Nên là cục xin làm cái này á, học viên của mình á làm rất là thành công nha mấy anh chị. Trong cái lớp của mình á, cục xin dạy deep như thế nào, và trên cái live của mình cũng y chang như vậy nha mấy anh chị ha. Nên anh chị đừng có lo lắng. Đó, chủ yếu là khi mà mình chia sẻ vậy thì cục xin cũng mong là mấy anh chị là mình có thể làm được mà. Mấy anh chị thấy nó đúng không? Nên mấy anh chị giúp cục xin share cái live này nha. Thank you cả nhà rất là nhiều luôn. Deep thì nó làm được rất là nhiều cái design luôn. Rồi khi mà mình sơn 70% nè mấy anh chị, sơn 70%. Mình chừa lại hai cọng tóc hai bên nha mấy anh chị. Cái này là dip nè. Đó, chừa lại hai cọng tóc. Và cái trong thời gian này mấy anh chị thấy nè, chỗ nào bị lõm và nó chưa có điều, mấy anh chị cho một ít keo vô và chừa lại hai cọng tóc. Tại sao là mình phải chừa hai cọng tóc? Để chừa là nó có cái độ khơ. Cái thứ hai nữa là nó không bị mất xếp nha. Đó mấy anh chị thấy nè, đi hai lớp này hoàn toàn là không bị mất xếp nha. Đến nỗi mà cái người khách mình đang làm thôi không biết làm neo thôi, mà khi mà họ nghe họ cũng hiểu nữa. Lý do tại sao? Tại vì cứ xin làm và mình cũng nói lý do tại sao là mình làm như vậy. Đúng rồi, cứ xin đang build cái độ khơ nha. Và khi mà mình muốn càng muốn khơ thì mình sẽ làm cho nó dày, đúng không? Nhưng mà ở đây là cứ xin không có làm khơ quá nên là mình đi hai lớp thôi, đi 70%, chừa hai cọng tóc. Yeah, đúng rồi, cứ xin muốn khơ thì mình build thêm một lớp nữa. Còn cái này là mình muốn khơ đều thôi mấy anh chị, khơ ít thôi. Khách mình muốn flat thì mình không có build khơ nhiều. Muốn build khơ nhiều mình đi thêm lớp nữa nha. Nhưng mà trên này là cục xin đi hai lớp thôi. Tại vì khách mình không muốn. Khách mình không muốn nha. Không phải là mình không làm. Đó, khơ nhẹ nhẹ thôi mấy anh chị. Và khi mà anh chị làm như vậy là mình tự tin là mình không có cần mài lại nữa. Cái bước này là cục xin mình nghiên cứu rất là nhiều và mình đã đưa ra cái cách này để mà mình làm sao để mà cho cái độ khơ của mình á, mấy anh chị làm là tuyệt đối là nó không có bị mà lõm nữa.
đó nó không bị lõm nữa và nó ra một cái độ khơ rất là đều, mà cái xếp của mình không bị mất, cái đó là vấn đề. Cái nó là tiết kiệm được thời gian cho mình luôn nha, cái tiết kiệm thời gian cho mình luôn nha. Mấy anh chị nào tiệm nào mà mình xài dip nhiều, mấy anh chị mua 100 chai giùm em đó, 100 chai là mình có giá vay VIP luôn nha mấy anh chị. Và khi mà mình mua cái chai 8 ounce, mua 8 ounce thì mấy anh chị sẽ được tặng một chai 15 ml. Và cái chai 8 ounce của mình với giá chỉ có 40 đồng cho 8 ounce nha mấy anh chị, 40 đồng cho 8 ounce thôi. Và cái chai 4 ounce của mình á, 4 ounce nhiêu vậy? 4 ounce của mình á chỉ có giá là 18 đồng thôi, 4 ounce nha. 4 ounce chỉ có giá là 18 đồng thôi. Nên á thì rất là xài rất đồ tốt mà rất là rẻ nha mấy anh chị, xài đồ tốt mà rất là rẻ luôn. Nên mấy anh chị yên tâm này, tại vì sao? Thì xin là làm like trực tiếp trên này. Làm like trực tiếp mấy anh chị có thể là mua xài thử chút, thích mình mua nhiều nha mấy anh chị. Thích mình mua nhiều. Cái này là bảo đảm là mấy anh chị là chất lượng lúc nào cũng là được bảo đảm nha mấy anh chị ha. Rồi xài có vấn đề gì cứ nhắn cho Christine, mua về xài liền cho em. Mua về xài liền cho Christine nè. Rồi, mua về xài liền, thử liền. Rất là đẹp. Rồi bên này cũng vậy. Đó, chừa lại hai cọng tóc nha mấy anh chị ha. Chừa lại hai cọng tóc. Đừng có cho hai bên nó nhiều quá mất xếp mình hết. Nếu mà trong trường hợp mà mấy anh chị mà quét hai bên mà nó lỡ nó ra tới ngoài nè. Đó, mình xin chia sẻ cái mẹo luôn, lỡ mà đi ra tới ngoài ha. Lỡ mà đi ra tới ngoài. Mấy anh chị lấy cái tay á, lấy tay này giúp hai bên thành móng, đúng không, cho nó không bị mất xếp, sau đó mới bắt đầu nhúng vô hũ bột. Tại vì khi mà nhúng vô cái hũ bột của mình á là nó không có vuốt được nữa. Vuốt là nó bị mất bột hết, đúng không? Nên là mình không vuốt nha, vuốt trước khi là mình nhúng vô cái hũ bột. Rồi bên này cũng vậy, chỗ nào lõm thì trong cái lần hai này mình sẽ fill cho nó đầy nha mấy anh chị nha. Chỗ nào lõm hay thiếu bột trong lần hai này mình sẽ fill cho nó đầy nha. Mình nữa có bỏ qua bước này, chỗ nào lõm thì mình fill bù vô, sau đó mình sẽ nhúng lên. Và lớp kế tiếp của mình tháng 3 sẽ là ngày 21, 22 và 23 nha mấy chị. Thì lớp này cũng gần full rồi nha mấy chị. Lớp này thì mình cũng có dạy nè, từ cơ bản tới nâng cao, đắp một cục bột, hai cục bột, ombre, marble, cắt bột, dip nè, sau đó có cho ít luôn nha mấy chị, có cho ít luôn. Trong trường hợp nha, mấy chị thấy đây nè, hồi nãy đây có một cái góc nè, nó bị bể, đúng không? Là lớp đầu tiên mình chưa đi được, lớp thứ hai là mình xin để rất là nhiều keo. Để mà cho cái này trước khi là mình dip màu, mấy chị cho một lớp Activator để cho nó bằng phẳng hết đã, rồi mình mới bắt đầu là mình đi nha. Cái này nè, mình cho Activator lên, cái này mình sẽ xử lý cho nó bằng phẳng hết đã, sau đó là mình mới bắt đầu là mình dip màu lên. Khi mà dip màu lên, mấy chị không có vũ nhiều cái là nó hư hết. Đó, cho Activator lên nè. Lúc này đây là bột của mình nó cứng rồi, nó khô rồi. Thấy khô nhanh lắm mấy anh chị. Để lên, vũ được liền. Đó, thấy vũ bằng nè. Đó, sẵn bên, mình vũ bên này luôn. Tại cái này hồi nãy là mình bị thiếu, xong mình xin đẹp cho keo nó nhiều á. Xong mình lấy được bột clear nhiều, sau đó mình cà nhẹ ha, để cho nó bằng phẳng lại trước khi là mình đi màu, đúng không? Chứ mình nữa để cho nó gồ ghề, tại vì gồ ghề lát nữa khi mà mình vũ đó thì nó sẽ mất cái màu của mình. Xong hết thì mình sẽ sử dụng một cái cây dip ombre và mình sẽ đi từng màu nha mấy anh chị. Ở đây là mình sẽ đi từng màu. Đó, ngón cái của mình sẽ đi cái màu xanh, kết hợp cái màu mà gọi là màu dark pink nha mấy anh chị. Đây là cái màu dark pink nè, màu rất là xinh nha mấy anh chị, màu dark pink. Màu dark pink này dòng nằm trong sách OM nha, nằm trong sách OM. Hai màu mình kết hợp đi ombre. Đầu tiên thì mình sẽ đi từng màu trước. Đó, mình đi bên này. Xếp cái màu của mình ha. Bên này thì mình đi cái màu đậm, mình sẽ sắp xếp theo cái vị trí cái màu để mà mình đi 1, 2, 3, 4, 5. Đó, mình sẽ sắp xếp tông màu của mình đi nè. Đó, từ blue tới green, xong tới màu tím.
màu nè. Đó, mình sắp xếp những cái màu này đi chung một cái tông nha mấy chị. Đi chung nè, một cái tông. Sau đó mình sẽ đi từng màu theo số thứ tự. Bên này là mình sẽ đi cái màu xanh. Nên tới khi mà khách mà chọn 10 màu đó mấy chị, Christine nói là mình phối màu nha mấy chị ha. Xong hết thì mình sẽ sử dụng với một lớp nè. Ở đây là mình sẽ sử dụng hai màu. Mình sơn 85, mình sơn 98% nha mấy chị, 98% nè. Đó, cuticle. Tại vì nó nhí mà cái keo nó đặc quá, mấy chị đưa sát vô hai bên cuticle nó khó lắm. Đó, bên này ha. Kéo xuống cho nó đều. Rồi, giúp cho nó đều tay. Quét hai đi lại, đi lại lại. Để mà cho mặt móng của mình nó keo nó đều. Rồi sau đó là mấy chị sẽ dùng cái tay cọ ombre. Khi mà anh chị đi mới bắt đầu đi á, là mình đi khi mà cái phần ombre này nè, mình ít nhất là mình phải đi 3 lần. Còn nếu mà anh chị đi khéo thì mình đi 2 lần nha. Mình cho phần cuticle của mình nó đậm nè. Đúng không? Cho nó đậm nè, sau đó từ từ nó nhẹ xuống nè. Đó, xong hết, phủi nó xuống. Bắt đầu là anh chị là sẽ đi cái màu xanh, lấy cái hộp bột nhúng vô. Thì khi mà mình nhúng như vậy đó, chỗ nào nó còn cái keo thì nó sẽ ăn cái màu của mình. Ở đây đó là Christine sẽ làm 2 lớp thôi, tại vì mình sẽ có design thôi ha. Mình sẽ có design thôi. Xinh. Đó, ông này rất là xinh nha. Rồi tiếp tục mình đi cái lớp số 2 cho cái màu này. Số 2 cho cái màu này. Thì á, mình chỉ cần đi cái màu pin ombre lên thôi. Cái lớp số 2 của mình cũng đi 98 luôn. Và sơn sát hai bên. Thì cái lớp này đây thì mấy anh chị thấy chỗ nào nó thiếu thì mấy anh chị sẽ cho thêm vô. Cho thêm vô nha, cho thêm vô. Ở đây là cô xin sẽ đi 2 lớp thôi. Đi 2 lớp thôi, tại vì mình muốn cái màu của mình nó nhạt ha. Đó, đi 2 lớp thôi. Rồi, tiếp tục mình cho cái màu pin ombre lên. Chỗ nào cần đậm thì mấy anh chị cho nhiều chút xíu ha. Rồi khi mà xuống tới dưới mình cho nó nhạt thôi. Xong hết, mấy anh chị cho cái màu xanh tiếp tục lên. Đi lên tới hai bên luôn. Tại vì lúc này đây mấy anh chị đừng có lo, tại vì sao chỗ nào còn trống thì nó sẽ ăn cái màu xanh của mình vô. Còn cái chỗ nào mà nó đã có cái màu đó, nó không có bám được cái màu xanh của mình nữa đâu nha, không có bám được nữa. Rồi xong phủ xanh. Đó, xong ha. Cái này là đi 2 lớp nè. Đi 2 lớp. Nếu mà anh chị thích cái màu đậm hơn thì mấy anh chị đi màu 3 lớp cho em. Thích màu đậm đi 3 lớp nha. Giống như bây giờ là mình sẽ đi 3 lớp. Thôi lỡ rồi mình đi 3 lớp luôn. Đó, đi 3 lớp thì mấy anh chị đi cái bước tiếp theo của mình sẽ là 95 thôi. Và hai bên mình chừa lại là hai cọng tóc nha, để cho nó không bị mất xếp nè. Chừa lại một cọng thôi. Chừa hai cọng nhiều quá. Đó, và cái lớp số 3 này mấy anh chị đi thật mỏng. Đi thật mỏng nè. Đi thật mỏng nha. Rồi, tiếp tục mình đi cái màu xuống. Cuticle nè. Xóa mình từ từ phủ xuống. Lớp này thì mình sẽ đi mỏng thôi mấy anh chị. Mình đi mỏng thôi. Đó, đi mỏng thôi. Sau đó thì mình sẽ đó, cho màu xuống chút, xuống chút, xuống chút, xuống chút. Đó, đúng không? Mình có thể là xử lý được. Cái này là nên là khi mà mình làm này thì mình sẽ điều chỉnh cái tay của mình nha. Xong hết. Đó, mình đã có cái phần ombre. Mình sẽ phủ sạch nè. Đó, đây là lớp đầu tiên. Rất là dễ thương. Và khi mà mình làm xong cái phần ombre này, mấy anh chị lấy cái hộp bột clear, deep clear nè. Luôn luôn là mình thoa hộp ombre bằng lớp deep clear nha. Tại sao? Để cho cái màu của mình nó dịu lại. Rồi khi mà mình đi cái deep clear nè, mấy anh chị thụt xuống cho em và chừa lại hai cọng tóc. Đi cho nó thật mỏng. Đi thật mỏng. Và khi mà thực hiện cái thao tác này, mình thực hiện thao tác này, nhúng xuống mình lấy lên liền chứ không giữ 3 giây. Và cái keo của mình phải quét thật mỏng. Để làm gì biết không? Để nó không có bị dày. Đó, bây giờ mấy chị thấy nè, nhìn nè. Thứ nhất là nó có độ curl. Thứ hai nó không cao. Đó, mấy chị thấy chưa? Rồi xong, đầu móng không bị dày. Đó, đầu móng này mấy chị thấy không có bị dày nha. Đó, không bị dày. Đó, xong cái là mấy chị cho cái chi middle này. Đây là xếp được rồi, nhưng mà mình còn tới 10 ngón, 10 màu nữa, 9 màu nữa ha. Mình còn tới 9 màu nữa, nên là mình sẽ cho từng màu vô. Rồi bắt đầu mình sẽ đi cái màu xanh. Đây là màu số 49, màu rất là đẹp nha mấy anh chị. Deep ombre là bao la thoải mái. Ở đây là cô xin cũng muốn khoe cái màu luôn. Màu đẹp lắm mấy anh chị. Xài là yên tâm, deep là đẹp luôn nha, deep là đẹp luôn.
Rồi tiếp tục là đi cái màu này thì mình cũng kết hợp với lớp phanh lùn. Đi đầu tiên, lớp đầu tiên của mình sẽ là đi 98%, tức là 98 chừa lại 2 cọng tóc đó mấy anh chị. Đó, nếu mà mình không chừa lại là nó sát lên, leo lên da luôn mấy anh chị. Không khéo nữa là leo lên lên da. Và khi mà mình dip á, là mình sẽ chắc chắn là cuticle của mình á, cho nó tròn đẹp nha mấy anh chị. Tròn đẹp, không quá dày, không quá mỏng, hai bên đều nhau. Sau đó mình sẽ dùng cây cọ của mình á, là mình nhúng lên cho màu của mình. Đó, cách này ha, là mình làm ông rầy rất là dễ nha mấy chị. Nên nó tới khi mà mình tập bóng á, là mình phải cho hai bên nó đều nè. Đó, đúng không? Cho hai bên nó đều. Sau đó mình sẽ phủ sạch nó. Xong rồi bắt đầu mình sẽ lấy cái màu xanh, mình nhúng lên, nhúng lên. Tức là cái thao tác này mình chỉ cần đi một lớp thôi. Tức là mình chỉ cần nhúng một cái thôi, chứ mình không còn cần nhúng hai cái. Rồi, đi lớp số 2 lên. Số 2 này mình cũng đi 98 nha mấy chị, cho nó sát vô. Và chỗ này khi mà thiếu cái gì là mình sẽ bù vô chỗ đó. Và mình hồi nãy là mình đi ngón kia 3 lớp đúng không? Nên những cái ngón này là mình đi 3 lớp. Nên tới khi mà lại làm ông rầy, mấy chị muốn cái màu nó đều á, mình đi 3 lớp nha. Tại vì trong cái phần này là mình vết keo rất là đều. Mình vết keo rất là đều và rất là mỏng luôn. Nên là mình có thể là đi 3 lớp. Mấy chị thấy nè, mình xin nè, lấy cọ ha. Sau đó nè, mấy chị thấy không? Bóp 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 bóp, đập 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 ở trong cây cọ chứ không phải là thân cọ nha. Đó, mình chừa lại nè. Đó, mình đập 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 đây, cho cái bột của mình nó rơi xuống. Và khi mà gần xuống dưới mấy chị là không có đi cái bột nó nhiều nha. Đó, thấy không? Mình đi là khoảng là 70% xuống. Chừa lại hai bên một chút xíu cho nó hơi thấy màu ha, cho nó thấy màu. Và khi mà anh chị đi á, mình đi ba lớp như vậy á, cái màu của mình nó mới ra đẹp. Tại lúc này đây là màu nó đều á mấy chị. Đó, đẹp không? Rất là xinh nha. Đi thêm lớp nữa, cái này mình thêm lớp nữa. Cái lớp này là mình đi 95 thôi, chứ mình không có đi nhiều quá. Và chừa hai bên cho hai cọng tóc nè. Cái phần này á mình chỉ quét cuticle cho nó tròn nha, quét cuticle cho nó tròn nè. Xong chừa lại hai cọng tóc để cho nó không bị mất xếp á mấy chị. Đừng có đi dày quá, hai bên đủ rồi. Mỏng thôi, tại vì mỏng như vậy là nó sẽ ăn được ít bột, nó sẽ không có làm dày nữa ha. Và nó sẽ giúp cho mình cái bột của mình nó đều hơn. Vậy luôn mấy chị, giờ thấy cái tay của người khách là có hai cái màu đúng không? Thì bây giờ tiếp tục là đi cái màu số 3. Màu số 3 là màu số 51 nha. Đó, hôm nay là mình giới thiệu được tới 10 màu luôn, đắp thoải mái luôn, đắp thoải mái luôn. Đó, hôm nay mình giới thiệu 10 màu trong set 144 màu nha. Đắp đắp rất là đẹp và mình cũng chia sẻ cái đắp kỹ thuật về cái phần ông rầy. Thank you.
Steve Christine nha, theo cả nhà rất là nhiều luôn. Hôm nay deep âm rì nha, cơ bản nè. Xong rồi bắt đầu mình sẽ cho xuống, lấy cái tay của mình ha, búng nè, búng ngay đây nha mấy anh chị, búng ngay đây nè, chứ không phải là búng đây nha, búng đây nó sẽ xuống nhanh nè, thấy không, xuống rất là nhanh, nên anh chị nào mà mình chưa búng được, mình có thể là tập theo thao tác này nha, tập theo thao tác này thì mấy anh chị làm rất là nhanh. Sau đó xong nè, mình sẽ phủ sạch, tập đập cọ mình xuống như này ha, rồi cho cái màu của mình lên. Vô thì mình sẽ đi 95% thôi, chứ không có đi lên ngón cái, không lên cái cổ nữa, và hai bên cũng vậy, để mà tránh trường hợp là khi cái cổ của mình hai bên nó bị dày nha mấy chị ha. Sơn thật đều nha mấy chị, cái này là khi mà deep á là nó còn luôn mà mình sơn nữa nha mấy chị, sơn đẹp là deep nó sẽ rất là đẹp. Nên tại sao hôm nay là mình làm 10 màu, làm 10 màu vừa chia sẻ được cái màu của mình có, cái thứ hai nữa làm đi làm lại cho mấy chị vô sau người ta coi nữa ha, mấy chị vô sau nè. Đó, và mình chưa bao giờ làm deep âm rầy, mình có thể là theo cách này nha. Hôm nay tập búng búng nha mấy anh chị. Đó, tập búng búng nha. Xong này đập đập cho nó quen tay ha. Rồi, lấy cái màu xuống. Sau đó thì mình sẽ nhúng da. Đó, lấy cái hũ này đậy đậy lên như vậy nè. Sau đó xong. Được 3 màu. Được 3 màu, dễ thương ha. So cute luôn, màu rất là xinh, ba màu khác nhau nha mấy anh chị. Xong tới là mình sẽ tới cái màu tím. Đây màu rất là xinh, mình tới màu tím đi. Hôm nay là mình tới đây màu tím đi. Màu tím là tím xanh nha, cũng thuộc là trong cái dòng họ là pastel á. Hai bên. Sau đó là mình sẽ cho cái màu pink lên mấy anh chị ơi, stay pristine nha.
hai bên nè, mình phải cho nó dày ha, để làm gì cho nó nhiều bột, chắc chắn là chỗ nào nó cũng dính ha. Giờ xong, phủ nó xuống và mình sẽ đi màu này, tím hồng, là cái màu tím hồng và lavender nha mấy chị. Đây, màu rất là xinh, màu này xinh lắm luôn. Lên, sau đó mình sẽ phủ sạch. Là một lớp thôi nha. Mấy chị ơi, xem Christine nha, thêm cả nhà rất là nhiều luôn. Thank you cả nhà rất là nhiều. Hello Nancy, hello Thu Nguyễn, hello Nguyễn Phi Hùng, hello cả nhà. Rồi hai bên vô. Hai bên. Giúp bột của mình ra khỏi tới mặt móng. Rồi bên này mình sẽ cho cuticle. Mấy chị ơi, xem Christine nha. Ở trên này sao thì mình trong lớp sao. Trên này là trang vậy đó. Rồi hai bên. Xong đặt cho cây vô đây nè. Xong nằm búng xuống nè. Để mà cho bột mình bớt đi. Sau đó để vô đồng bột mình. Trời ơi, màu này xinh lắm luôn anh chị. Xinh lắm luôn á. Đó, màu rất là xinh. Hai lớp. Rồi đi thêm một lớp nữa nha. Đi thêm lớp nữa. Đi lớp là 95 nè. Nên mỗi lớp của mình nó đều rất là quan trọng nha mấy chị. Nếu mà mình đi á, lớp nào cũng ra lớp đó thì nó sẽ rất là dài. Nó sẽ rất là dài nha. Nên là mình sẽ chia cái khoảng cách của mình đi ra. Anh chị stay với Christine nha, theo cả nhà rất là nhiều luôn. Hôm nay lâu quá là mình không gặp nhau rồi. Hôm nay là mình like tại Silem Supply nha mấy chị. Trời ơi, Facebook kia nó bị lóc hoài luôn. Buồn dễ sợ luôn mấy chị. Không biết lý do tại sao mà nó có lóc hoài luôn á. Mình không làm gì hết ngoài cái like thôi mấy chị ha. Làm gì luôn á, thật sự nhiều khi mình nói Facebook mình cũng muốn làm chỉ ngoài cái like thôi mà nó cứ lóc lên lóc xuống rồi dễ hết sợ. Không hiểu lý do. Đó, xong hết này, bắt đầu bên này là mình sẽ cover nha. Rồi bây giờ nè, mình sẽ nói tới cái phần deep clear này, tại sao nó rất quan trọng. Tại vì á, khi mà mình deep cái này lên, deep cái clear lên, thứ nhất là nó sẽ giúp cho cái ombre của mình á, màu nó dịu lại. Cái thứ hai nữa, nó help cho cái độ dày của cái nail mình có. Cái thứ ba nữa, hạn chế tới 90% bị nứt nha mấy chị. Anh chị nào làm hay bị nứt là mình đi dùng cái này giùm em. Đi dùng cái này giùm em nha. Còn nếu mà mình không có đi clear, nếu mà mình không đi clear, mấy anh chị giúp em sơn một lớp số 2 lên. Sau đó để khô và mình để activator lên nha mấy anh chị. Đó, tại vì cái móng này nếu mà cái bộ nail mà nào dày quá là mấy anh chị không có cover clear được nữa. Tại vì nó dày quá, nó xấu đúng không? Thì mấy anh chị sơn một lớp số 2, sau đó mình để khô và để activator lên. Còn cái này là trong cái khả năng mình có thể. Tại vì sao? Cái bộ nail này là móng giả và nó cần cái dài, cần cái độ dày. Nên là mình có thể là sơn một lớp số 2 lên, sau đó là mình sẽ nhúng bột clear. Còn móng nào ngắn quá mấy anh chị cho lớp sơn một cái chai, một lớp bê vô. Sơn một lớp bê vô. Ví dụ là cái ngón này đi ha, mình để cho nó hơi khô, sau đó mình sẽ để activator lên nha. Còn nếu mà móng dài quá thì mình chỉ có thể là đi một lớp clear và mình nhúng lên, nhúng xuống mình lấy lên liền, chứ mình không có để 3 giây. Tại vì để 3 giây như vậy là nó sẽ quá dài đúng không, cho một cái bộ nail, bột quá dày cho một cái bộ nail. Tại móng ngắn mà mấy anh chị, còn móng dài là mình chỉ có thể làm vậy nha. Còn nếu mà mình không, mình bỏ qua bước này đó thì cái phần trăm mà mình sẽ gặp á là nó rất là, nó bị nứt sẽ có nha. Và khi mà nó bị nứt nhiều hay ít nữa còn do là một khi, còn do là nếu mà mình thực hiện thao tác này á, cách nào mình cũng xài mà mình cũng thực hiện thao tác đúng vậy mà nó còn bị nứt á, thì mình xem lại cái phần deep của mình. Còn nếu mà lâu lâu có một khách hay là như vậy, còn do khách nữa, tại vì khách á, nhiều khi người ta cũng làm việc nặng dễ đúng không, chứ đâu phải hoàn toàn do lỗi mình đâu. Nhiều khi khách nó cũng đụng chạm cái này kia, nghĩ đi, móng bột nó còn đánh nhau mà đúng không, móng deep là nó cũng khả năng nó đánh nhau hay đụng vô gì đó nó bị nứt đó. Nên là mình phải coi lại cái khách mình ha, mình sẽ kiếm ra nguyên nhân. Nên là mình sẽ tùy trường hợp và tùy theo khách và tùy thời điểm là mình có thể là đưa ra được một cái kết luận nó như thế nào. Rồi bộ nail rất xinh. Xong hết, bắt đầu bên này là mình sẽ đặt chân bây giờ nha. Để xong bên này mình qua bên kia luôn. Mình qua bên kia luôn. Thì cái line hôm nay của mình là hơi dài, tại vì mình có design nữa. Và ở đây á, là tại sao là Christine làm trên cái line á, là nó không có nhanh giống như mấy anh chị ha. Tại vì Christine không có dành khách. Tại vì
sao không có khách để dành nữa con. Ngày làm có 1 người 2 người à, lấy hẹn thôi. Với lại con xin làm like trên này là chủ yếu là chia sẻ ha. Chia sẻ nên là mình sẽ làm chậm thì mấy anh chị là mới bắt đầu là mình mới theo kịp được, đúng không? Còn nếu mà làm nhanh quá mấy anh chị đâu có theo được đâu, không có theo kịp được nên là mình sẽ bị mất. Rồi xong ha, giờ mình tiếp tục qua bên này. Màu rất là dễ thương ha, siêu xinh luôn. Thì bây giờ mình có mấy màu màu spring rồi mấy anh chị, rất là đẹp. Cho deep đắp đều thoải mái nha, deep đắp thoải mái. Thì bây giờ là tới cái này, thì tới cái màu này thì mấy anh chị cũng thấy đó. Đó, rồi tới màu này, rồi tới màu này, rồi tới màu này ha. Thì mình sẽ có 5 màu. Ở đây mình sẽ cho màu vàng nha. Mấy anh chị ơi, xem Christine nha, thêm cả nhà rất là nhiều luôn. Hôm nay mình làm chậm chậm thôi để mình hạ còn. Trên này có lý do với anh chị là chị Tám chơi được. Mình sẽ đi cái màu vàng chỗ này. Thì lớp đầu tiên của mình cũng y chang vậy luôn ha. Mình đi 98% hai bên, sơn cho nó thật mỏng nha mấy anh chị ha. Rồi sau đó sơn cho nó đều ha. Mình đi lớp số 2 của mình đi cho nó thật đều, những chỗ nào còn khuyến khít hay là nó thiếu gì đó thì mình cho nó vô, sơn cho nó đều vô. Lớp số 2, nếu mà lớp số 2 của mình vô mình thấy cái màu hồng ít, mình cho màu hồng thêm chút nữa ha. Đó, cho nó dày vô, tức là chỗ nào nó còn bám bột rồi lát nữa mình đi cái màu khác nó sẽ không bám nữa nha, nó sẽ không có bám nữa. Đi thật mỏng nè, cho màu hồng vô. Trường hợp nha, để xử lý là trong trường hợp nè, ví dụ nếu mà mình đi nè, mình thấy hai cái màu này hay là cái màu xanh của mình nó ít quá hay là cái màu hồng của mình nó ít quá, mình chỉ lấy một chút xíu nè, đó, sau đó mình chỉ cho nhẹ vô đây, đó, cái này gọi là ăn gian, gọi là mình thêm cái chỗ mà gọi là khuyến khít vô nè, nhẹ nhẹ lên, đó, mình phủ nhẹ lên. Đó, mình cho ít vô. Nếu mà cái màu của mình trong trường hợp giống như gặp những cái màu mà nó khó đó, mấy anh chị cho thêm chút xíu vô. Đó, mình thấy không? Nó đẹp liền nha. Xong rồi đó, bắt đầu khi mà nó đã dậy rồi, mấy anh chị chờ khô chút xíu nè. Chờ khô chút xíu. Xong rồi, vậy là mình xong đúng không? Mình không cần làm gì hết á. Cái này là gọi là ăn gian á mấy anh chị. Ăn gian á, cái bước gọi là ăn gian nha. Rồi, mấy anh chị sơn thêm một lớp số 2 lên. Phần này là mình kết thúc nè. Đó, mình kết thúc nè. Vuốt hai bên cho nó không bị mất xếp. Nhúng nhẹ bột lên. Đó, thế là mình đã ra một móng rất là đẹp luôn. Đối
đối với những cái màu khó. Neon. Đó, Xin đang làm cái màu này rồi, neon luôn mấy chị. Deep neon luôn, màu đẹp lắm luôn, dễ thương lắm. Đó, so cute luôn. Rồi tiếp tục mình đi qua cái màu này nè. Đây là một trong những cái màu cũng rất là dễ thương luôn, màu hồng. Màu hồng 139 nha mấy chị. Anh chị ơi, xem cho Christian nha, xem thật nhiều mấy chị. Đó, Christian hy vọng là anh chị nào cũng làm được cái này luôn á. Đó, và cái clip của mình 1, 2, 3, 4 rất là tuyệt vời nha. Anh chị xài thử đi, xài thử đi. Đợt vừa rồi là Christian làm không có đủ để bán luôn mà nó hết rất là nhanh. Đó, mà đợt này về mình về số lượng nhiều lắm nên anh chị lại yên tâm nha. Rồi, mình chuối tay người ta xuống nha, mình ghi 98% nè. 98% nè. Đó, chủ yếu sao deep đẹp là mình sẽ sơn đều tay và cái đỉnh cổ của mình nó phải đều nha mấy anh chị. Đó, phải đều nha. Rồi, chuối tay người ta xuống. Rồi, chuối tay người ta xuống, chuối tay người ta xuống. Lỡ mà trong trường hợp chút xíu dính, lấy cái tay mình chùi ra nhanh. Nhanh nha. Chùi, mình chùi cũng được nhưng mà đâu phải là có nào mình cũng chùi vậy. Rồi, cho cái màu vô 4444 bốn cọ nha. Đó, mình tập bốn cọ nha mấy anh chị. Khi mà làm ông rầy này mình tập bốn cọ cho nó nhanh. Mình lấy không có chút, mình lấy nhiều. Đó, mình lấy nhiều mình bốn cho nó nhanh. Chứ mình lấy chút nữa là hả lâu lắm luôn á. Mình làm lâu lắm. Nên là mình sẽ bốn cho nó nhanh tay. Rồi xong phủ sạch lớp đầu tiên. Rồi mình đi lớp số 2 nè, lớp số 2 nè. Cái lớp này á là quan trọng nha, là mình sẽ đi 98 tiếp tục. Và chỗ nào còn thiếu á, là cái lớp này nè, ví dụ hai bên hông còn thiếu mình sẽ cố gắng mình đi cho nó đều lại và cho nó tròn lại nha. Rồi hai bên, rồi vết cho nó đều một lần nữa. Hai bên không có được dày nha, hai bên màu của mình nó phải đều nhau. Sau đó mình sẽ cho cái màu của mình là vô nè, 4444 vô, 4444 vô, thấy chưa, cho nó ngang hai bên đều hết. Sau đó lấy thêm một ít nè, muốn cho nó xuống dưới đúng không, 444 nhẹ ngay cái chỗ phần chính giữa nè, hai bên chừa lại đó, hai bên chừa lại nha, đừng có đi ra hai bên quá, chừa lại cái chỗ màu hồng mình lên nữa. Rồi xong búng nó ra chút xíu, sau đó lấy cái màu này, ưu trời màu này đẹp quá mấy chị, màu số 93 nha, màu 93 dễ thương quá, màu hồng hồng nhẹ nhẹ, so cute luôn đó, màu rất xinh nha. Rồi tiếp tục đi lớp số 3. Lớp số 3 nè, số 3 mình á là mình không có đi 98 nữa, mình đi 95. Tại đi 99 rồi sau đó mình sẽ xoay hai bên. Rồi. Hai bên. Sau đó là mình sẽ đưa bột xuống. Thấy không? Đưa bột xuống nè. Chỗ cần thì mình đưa bột nhiều hơn. Chỗ nào mình không cần mình đi nhẹ nhẹ thôi. Rồi, mình 98 xuống, hai bên. 98 xuống hai bên. Rồi bên này. Bên này, ok. Rồi, bên này.
39, nói sao 193 thì trời. Màu đẹp lắm luôn nha, màu này nè. Màu này cũng rất cưng nha mấy chị. Màu này cưng lắm. Màu kia cũng cưng lắm luôn, màu nào cũng cưng lắm luôn mấy chị. Rồi hai bên lấy hết 10 màu này luôn mấy chị ơi. Đó, làm cho màu spring nè. Đó, màu bột nè. Rất là xinh. Rồi sau đó rồi cuticle. Đó, sau đó cho xuống hai bên, đẩy nó xuống nè. Đúng không? Đó, xinh lắm luôn. Rồi, bắt đầu mình sẽ cho cái màu mình xuống và mình lấy hộp bột của mình đẩy lên. Mấy anh chị xem giúp Christine nha, đây là cái ombre 10 màu. Là 10 màu đúng mấy chị. Chủ yếu là sao làm xong khoe màu, xong mới khoe cái tip của mình. Và cái cách làm của mình á, mấy anh chị làm rất là nhanh nha. Rồi lớp số 3 ha, đi cho nó mỏng nè. Mấy anh chị ơi, save Christine nha. Anh chị nào mà dị ứng á, là mình có thể là làm tiếp nha. Làm tiếp nó nhanh lắm. Tại cái này mình làm tới 10 màu á mấy chị. Mình làm ombre 10 màu, đắp bột mình cũng lấy thêm tiền đúng không? Nên là trong cái phần này á, khi mà anh chị đi á, cũng vậy nha. Làm trên cái, làm cho người khách á, mình cũng lấy thêm tiền nha. Lấy thêm tiền nha. 10 màu mà, mở ra mở vô là mình mất thời gian của mình lắm. Bột của mình mấy anh chị để lên bao nhiêu á, nó chỉ thấm tới mức đó rồi là nó hết rồi, không thấm nổi nữa tại vì nó không có keo nữa. Nên là mấy anh chị lấy nhiều á nó cũng không sao hết nha. Rồi, cuticle nè. Cuticle, búng nhiều nè. Đó, lấy nhiều vô búng hai bên, tập trung là cuticle và hai bên nha mấy anh chị. Thấy không? Hai bên nó của mình nó phải có màu nha. Rồi, cho nó xuống nè. Cái này mới lớp số 2 thôi. Sau đó mình sẽ phủi tay người khách xuống và cho cái màu của mình lên. Đó, màu rất là xinh. Nếu mà màu nhạt thì chị đi mai lớp mềm em. Ok, Tammy Hoàng. Ok, đợi chút xíu nha. Sống này là cô xin dạy vẽ live work luôn. À, xong cái này đã là cô xin vẽ luôn nha. Đó, hôm nay cũng dự tính vẽ rồi, chia sẻ những cái design cho mùa spring cho mấy anh chị. Vẽ đơn giản thôi, bông trắng. Vẽ vi khít hay là tròn đi ha. Đó, cho mấy anh chị là mình có thể theo dõi. Nhưng mà cái bộ nail này á, là mình vẽ vi khít nó đẹp. Vì sao? Nó vẽ vi khít nó đẹp thôi. Tại vì nó đã có ombre rồi. Nó đã có ombre rồi nha. Nên là mình không có vẽ cái vi, không có vẽ tròn nữa. Tròn đẹp bữa sau nha. Nên á, cái bộ nail á, mình đã thiết kế vậy rồi. Mình chỉ có việc vẽ vi thôi. Vẽ vi màu trắng nha. Xong mình vẽ thêm vài cái màu bông la, bông hoa màu gì đó. Đó, để mà hạ cho nó phù hợp với cái bộ nail của mình. Trời ơi, dễ thương quá mấy chị. Màu này rất là xinh ha. Màu rất là đẹp nha. Rồi sơn thêm lớp số 2 vô.
98% nè. Quét keo cho nó thật đều nha, lắc qua lắc về cho nó thật đều nè, cho nó thật đều tay và quét đi quét lại cho cái mặt móng của mình, cái keo của mình nó đều. Rồi sau đó là mình sẽ chúi xuống. Đó, đúng không? Chúi xuống. Xong hết, phủ sạch. Rồi mình sẽ lên, cho màu lên. Xử lý hết. Và chỉ có thực tế là trên những cái live stream mà mình xin làm á, nhiều khi là giống như mình gặp đâu xử lý đó đó mấy chị. Còn nhiều khi á, trong cái video hay là những cái gì đó mình làm sẵn, nhiều khi mình không có nghĩ tới đâu mấy chị, mình không có nghĩ tới luôn á. Nhưng mà thực tế này mình gặp đâu mình xử lý đó luôn ha. Rồi cho nó lên, cho nó lên hai bên cho nó đều ha. Xong nhúng màu lên, nhúng màu lên. Đó, khi mà mình dip nè mấy anh chị thấy màu mình không có bị loang lộ không? Màu 144 màu không bị loang lộ nha mấy anh chị nha. Rồi tiếp tục đi nè. Mình cứ đi hết lớp số 3 đi nha. Để cô xin chia sẻ cách để anh chị mình xử lý. Nếu mà hai cái màu mà nó không có đều, tức là hai cái màu mà nó ra giống như cái màu đậm màu lợt có nhiều khi mấy anh chị đi á là nó dễ thấy hai màu giống vậy nè. Rồi xong để cô xin xử lý xong cái lớp số 3 là mình sẽ hướng dẫn là chia sẻ cách anh chị giống như cái màu vàng hồi nãy ha. Rồi, mấy anh chị thấy cái độ ngang giống vậy đúng không? Sau đó mình sẽ cho thêm một chút xíu màu hồng xuống dưới nữa nha. Đây, đây mình sẽ cho một chút xíu màu hồng xuống ngay phần chính giữa. Mấy anh chị thấy không nè? Đó, đập cái màu hồng xuống ngay phần chính giữa. Đó, là nó sẽ không có bị nhiều. Sau đó mấy anh chị sẽ lấy cái màu cam, mình nhúng nó lên. Đó, mình nhúng nó lên. Xong hết mấy anh chị phủ sạch. Rồi, xong hết nha. Gặp những cái màu đậm như vậy nè. Hồi nãy là cái móng, cái ngón màu vàng là cô xin sẽ chia sẻ cách đúng không? Còn màu này cũng y chang vậy. Mấy anh chị quét một lớp số 2 lên. Đây là cái mẹo để mà mình xử lý những cái màu đậm nha mấy anh chị. Đó, sau đó mấy anh chị sẽ cho một chút xíu, lấy một chút xíu màu cam. Lấy một chút xíu màu cam. Đây, lấy một chút xíu màu cam nè. Mấy anh chị phơ nhẹ, tức là phơ nhẹ, tức là búng nhẹ cái màu của mình lên ngay cái chỗ mà màu hồng để cho nó hơi nhạt nhạt thôi. Đó, mấy chị thấy là nó khác biệt liền không? Hai cái màu nè. Đó, tại vì sao? Nhiều khi mình búng cái lớp đầu tiên kia nó không được đều thì qua mình sẽ xử lý bằng cách này. Cho nó ít lên. Mẹo để mà mình xử lý ombre cho nó đều. Đó, đây là cái cách mà mình sẽ xử lý đối với những cái màu đậm mà neon. Nếu mà trong trường hợp mình dip nó không đều. Đó, anh chị thấy là mình đã xử lý xong đúng không? Xong hết rồi, tất nhiên nếu mà anh chị mà muốn nhúng vô cực ly thì mình mới nhúng. Còn không nhúng thì mấy anh chị có thể làm sơn. Tại vì cái này nó rất là mỏng, nó không có dày ha, nó không có dày nên là mình không cần nhúng được. Rồi, mình sẽ sơn thêm một lớp số 2 vô và đi cho nó thật mỏng. Thật mỏng nha mấy anh chị. Đi cho nó thật mỏng. Kiện là mấy anh chị sẽ sử dụng là treo vải của silem. Tại vì treo vải của silem là mấy anh chị nó sẽ khô. Đúng không? Nó sẽ khô. Không cần thấp hút nó cũng khô. Đó. Sơn Activator lên cho nó đều. Rồi bên kia sơn chừng. Đó bên này là mình để Activator rồi, mình bỏ qua ha. Rồi mình sẽ lấy xếp nha mấy anh chị. Cái phần dip này nó ăn thua mấy chị là lấy nước nữa nha.
ngay chỗ đường nối giữa đúng thiệt đúng giả giữa nó thẳng nè. Tại vì sao? Deep là mấy anh chị sẽ không có dụ nhiều. Tại sao dụ nhiều? Cái là nó sẽ bị mất xếp nha. Đó, nên là mình sẽ để cây dụ của mình ngay cái chỗ đầu móng, đi thẳng lên cái, tới cái chỗ đầu, dán móng dụ cho nó thẳng. Bên trái, bên phải đều giống nhau. Sau đó mình sẽ để cây dụ song song ra tay người thẳng này, cứ nhắm nắm tới đầu móng nè, mình dụ ngay một cái đường thẳng. Rồi bên mình cũng vậy. Tại vì deep nó sẽ không bị dày hai bên nên anh chị lấy lại nó sẽ rất là dễ nha. Sau đó mình sẽ dụ đầu móng. Bên này cũng vậy, dễ thương lắm luôn mấy anh chị, rất là dễ thương nha, màu rất là xinh nè. Rồi bên này tháng là mình học lại thì mình chỉ có 10% thôi, mình chỉ đóng
có 350 trong tại lớp Garden Row nha mấy chị. Nhưng mà chỉ có thời hạn là trong vòng 3 tháng thôi. Tại vì sao? Học xong cái phần cơ bản á, mấy chị học nâng cao lên á, mình sẽ ôn lại những cái phần cơ bản và mình tiếp tục theo những cái chương trình mới nâng cao. Thì như vậy á mấy chị là nó sẽ quen, tức là mình làm liên tục là nó sẽ nhớ cho mấy chị. Đừng có để lâu quá. Và nó chỉ có hiệu lực là trong vòng 3 tháng thôi nha mấy chị ha. Nên là anh chị nào cơ bản đã học rồi thì tranh thủ. Đó, thì cái cơ bản mình sẽ học về cái gì? Double, đẩy critical, shape upgrade nha. Và chạy máy critical. Đây là những cái bước rất là quan trọng để mà mình tiến lên cái phần nâng cao. Nếu mà mình không biết double và mình xếp mình không đẹp á, thì mình qua cái phần nâng cao mấy chị biết không? Là nó rất là mất thời gian của mình. Nên là anh chị nào tự tin về cái phần cục bộ của mình có thể là đăng ký lớp cơ bản nha. Để mà mình ôn lại cho nó chuẩn và để mình nắm vững được cái kỹ thuật cơ bản nhất để mà mình bước tiếp cho nó vững. Rồi hai bên điểm xếp nè, đầu móng rất là đơn giản và nhanh đúng không? Rồi bên này như vậy. Hai cây đi lê, hello cả nhà ha. Hai hiền trần, hai bên xếp đều ha. Rồi bên này như vậy, trời màu đẹp quá anh chị. Hôm nay liền mình làm những cái màu pastel nha, nhưng mà lọt ra cái màu neon là màu pastel nhưng mà lọt ra cái màu này neon, nhưng mà mình cũng xử lý được và chia sẻ các anh chị xử lý luôn. Tại vì cái bài này là muốn qua một cái bài khác cơ, nhưng mà cô xin sẽ làm một cái bài khác về cái phần neon để mà chia sẻ cho nó kỹ hơn ha. Nhưng mà thì hôm nay mình chia sẻ anh chị nào á, mình coi được mình hiểu á, thì mình có thể là mình thử cái cách này ha. Xong hết mình bắt đầu mình coi lại cái đầu móng này. Trời rất là dễ thương nha mấy chị. Đây là deep handwriting và deep shape coffin nha. Xong hết thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ dùng critical. Rồi để một cái nữa, nếu mà anh chị mà deep hay là cái mặt móng của mình á nó cồn ghê, mình chỉ có thể là dùng cái between này. Cái between này nha. Cái between này có tác dụng là gì? Nó sẽ giúp mình phá cái mặt móng của mình cho nó điềm mịn. Tại vì cái deep này á rất là nhẹ, cái này nó chỉ có tác dụng là giúp cho mình phá nhẹ thôi, nó không có tác dụng là giúp cho mình phá nhiều. Nên là anh chị nào mà mình đắp bột á mà nó bị gồn ghề á, nó chưa có đều á, nó ít á, thì mấy chị sử dụng cái cây này trước khi là mình sử dụng cái cây XS nha mấy chị. Đó, mình chạy sơ qua nè, rất là nhẹ luôn, chạy sơ qua thôi, không có cần chạy nhiều. Rồi bên này cũng vậy. Chỗ nào gồ ghề mấy chị sử dụng cái cây này ha, để mình chạy sơ qua trước khi là mình sử dụng cái cây XF. Như vậy thì mình sẽ tiết kiệm được thời gian rất là nhiều ha. Đó, cây này có tác dụng là phá bột, phá treo nhẹ nha mấy chị. Nó là cây X, cây B-tree. Rồi, bên này cũng vậy. Đó, mình phá vậy, khi mà mình đi XF á, mình sẽ chạy rất là sơ sơ thôi. Đó là mình được rồi, tại vì mình làm sao cái nào phá nhanh hơn. Còn cái XF nó có tác dụng là dụa sạch cái cổ, làm cho cái cổ của mình nó tròn. Và nó đồng thời nữa là nó không có chảy máu nhiều đúng không? Tại vì sao mình đi nhẹ thôi. Cái gì bén quá đưa sát vô thì cái mức độ mà gọi là thiệt hại hay là chảy máu nó cũng cao hơn đúng không? Nên là mình sẽ dùng những cái cây an toàn hơn nha. Cây này làm bằng sứ nên là rất là nhẹ cho mình. Mình sẽ chạy sơ qua cho mặt móng của mình nó mịn chút xíu và nó đều lại chút xíu ha. Cái này là deep nha mấy chị, deep nha chứ không phải là double. Nên anh chị nào mà mình chưa trẻ đó, giúp xin share cái like này nha. Đang được cả nhà rất là nhiều luôn. Đó, hy vọng thì cái like này á mình chia sẻ được rộng rãi cho anh chị mà mình yêu thích bộ môn deep hay là mình đang làm deep, để mà mình có những chia sẻ kỹ thuật có thể là nó sẽ giúp ích được cho rất là nhiều anh chị ha. Rồi bên xong hết, bắt đầu mình sẽ đi cây XF. Rồi cây XF này có hình dạng vậy nha mấy chị, đầu nhỏ nếp bự nha. Rồi bước dài mình sẽ đi xa chút xíu, sau đó mình sẽ bật cái dụng nhỏ nhẹ thôi. Dũa cái deep mình sẽ dũa y chang cái phần bột. Mình chúa tay người cách xuống nè. Đó, đưa cái đầu dũa mình sát vô và đồng thời nữa cái tay của mình phải có cái điểm tựa nha. Đưa sát vô. Đó, dũa tròn khi cổ là được. Tại sao mình đắp bột là nó đâu có bị lem lên cái da đâu đúng không? Đó, mình dũa nè.
đi nghiêng 45 độ, mình dụ sát vertical. Xong hết bắt đầu mình chỉ nghiêng 25 độ và nằm cái cây dụ hẳn lên và mình sẽ dụ mặt cửa. Ở trên màn hình mấy anh chị thấy là mình bật cái máy ok lắm á. Nhưng mà nó ở trên cái màn hình nó vẫn chạy chậm, tại vì nó sẽ đi chậm hơn cái thời gian mà mình đi ra ngoài. Trên cái máy nó sẽ chậm hơn một chút xíu nha. Rồi, xong. Tiếp tục những ngón khác y chang vậy luôn. Bên này chạy. Cách này là mình sẽ cẩn thận lắm luôn á. Tại lần nào làm cũng trùng ngón hết anh chị, biết không? Đó, gọi là sao? Là khách nảy ngón đó nó không thích mình hay sao á. Làm 10 lần đó nó sẽ trượt một lần. Tuy là mình rất là cố gắng cẩn thận lắm luôn á, nhưng mà khách nó cũng không bỏ mình, tại vì nó làm đẹp quá nha chị, nó không có bỏ mình được. Nói cho vui á. Nhiều khi mình sơ sót mình đâu biết được đúng không? Nhưng mà từ khi mà cái này mà chuyển sang xài hẳn cái này nè, nó an toàn hơn nhiều nha. Cái cây XM này nó rất là mỏng, tức là nó cái răng của nó nhẹ hơn và nó mỏng hơn, nên là mình dũa mình cũng cảm thấy là mình yên tâm hơn. Tại vì sao, với lại cái cổ là cũng xin chạy không có nhiều, mình cố gắng là mình đít làm sao để mà cho nó tròn, nó đẹp nha. Rồi qua bên kia đi đầu móng đó, khi mà mình đít xong á mình thấy nó giống như cái bột vậy đó mấy anh chị. Trời ơi, màu đẹp quá, màu này đẹp lắm luôn mấy chị. Đó, xinh không? Bíp mà
nó ra giống vậy nè, đẹp lắm luôn. Xong hết thì mình sẽ bắt đầu là cho người khách của mình rửa tay nha mấy anh chị. Rửa tay đi xong